Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Tiếp theo là một clip để giới thiệu tới các bác một dòng mic bãi Bayer vỉ tím đời cao mới về hàng cập bến ở chi nhánh Sài Gòn của Minh Auto các bạn. Thì hôm nay em tổng cộng về được hơn 30 bộ mic bãi Bayer vỉ tím đời này rất là cao các bạn. Thì lô này về đều là màu trắng hết các bác nhé, nhìn rất là sáng sủa, sạch sẽ. Khối ghép bộ dàn thì rất là nổi bật này. Thì đời này em về là Bayer BS790A các bạn. BS790A về thang. Lâu lắm rồi thì em mới về tiếp theo những lòng lô mic bãi này. Thời gian vừa qua thì rất nhiều các khách hàng hỏi em với dòng Bayer vỉ tím bãi. Hôm nay cuối cùng đã cập bến rồi các bác nhá. Các bác nào mà đang chờ đợi dòng này liên hệ ngay cho em Hải một giá cực kỳ êm và giá cực kỳ tốt ạ. Thì lô này về hàng đẹp này các bác này, thấy không? Hàng mặt trước nhá, rất là sáng sủa, sạch sẽ, màu trắng bạc. Bayer BS790A này, nút nguồn ở bên trái các nhá. Các phím này, cộng trừ volume to nhỏ này để thay đổi tần số của VA. Đây có mắt thần IR để bắt lại tần số này. Đây về B cũng vậy. Tăng volume to nhỏ này. Đấy. Đều đẹp đều như nhau luôn các bạn. Mã số đánh từng số theo từng bộ tay mic rồi. Đã bắt sóng này theo đúng đầu thu và tay mic theo từng bộ của nó hết các bạn. Không có lẫn lộn đâu. Đây là cái tem này, tem đánh số thứ tự các bạn. Đây thì em cũng có mở sẵn nội thất để review tới các bác về nội thất này. Đấy, ngoại hình thì khỏi phải bàn rồi, đẹp, đẹp keng luôn. À, lấy hộ anh bộ tem mic ở đây rồi. À, phía sau các nhá. Tem của nó này. Thì kết nối các cổng cắm kết nối từ mic xuống vang thì cũng sử dụng là các jack cắm bằng 6 ly. Đấy, dám 6 ly này các bác chỉ cần cắm một jack thôi nhá. Còn nếu không cắm 6 ly các bác chuyển sang jack Canon, hai jack AB này. Đấy, hai sóng anten. Đấy, bắt sóng. Và đời này thì có hai hộp sóng cho nên là bắt sóng rất là khỏe luôn. Anh em đi dùng sự kiện cũng được này. Đấy. Đây vỉ tím các bác nhá. Đấy, vỉ tím này, hộp sóng lớn và rất nhiều, đấy, rất nhiều tụ linh kiện này, rất chất này. Đấy. Đấy, đời 2017 các bạn, gần 2018. Đấy. Đây em bán hàng thì hàng bãi em show trực tiếp các bác xem nội thất luôn này. Hàng zin xịn chưa sửa chữa nhá, chuẩn Bayer nhá. Đây, Bayer là nó có cái in trực tiếp dập khuôn ở trên cái vỉ mên này. Đấy, thương hiệu Bayer là một trong những thương hiệu top đầu thế giới về các dòng mic không dây rồi. Rất nhiều hãng nổi tiếng hiện tại kể cả BBS cũng đã sử dụng tháo anh cái chuôi tai mic rồi. Sử dụng vỉ mên của Bayer các bạn. Đấy, tay mic các bạn nhá, tay mic da cá này. Đấy. Đầu thu trắng, tay mic da cá đời 790A. Tay da cá đẹp, long lanh luôn. Tay xanh nhá. Rất là chất luôn. Chóp mic này, sơn nano này. Cái chóp này sơn bạc này, sơn chống rỉ này. Đấy. Tay sáng bóng, sạch da cá. Hiện tại thị trường thì anh em đang bán những dòng mic Bayer vỉ tím cái đời khoảng 2017-2018 giá cá như này, giá dao động khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 6. Thì em Hải cũng xin phép báo với các bác một cái giá hấp dẫn hơn. Để lâu này về thì số lượng cũng tương đối, em xả luôn các bác một cái giá rất là êm. Rất là êm luôn trong khu vực miền Nam các bác nhé. Bộ mic Bayer vỉ tím 790A này hiện tại em chào bán với mức giá là 1.950.000 tại cửa hàng các bác và anh em nhé, rẻ hơn vài trăm ngàn so với thị trường ạ. Hàng bao zin bác nhé, bao zin em sâu trực tiếp luôn, anh em qua cửa hàng có thể là mở ra kiểm tra trực tiếp luôn, nhận hàng được phép kiểm tra các nhé. Đây sâu các bác luôn, hàng chưa sửa chữa đẹp, hai hộp sóng lớn đây các bác này, tay vỉ tím nhé, còn hết lẫy các nhé, tay rất là đẹp luôn đấy. Lô này về là em nhập là giá cao để mà chọn đẹp. Đấy, chọn hàng là chọn lọc. Đấy, lấy lắp đi vẫn còn nhé. Lắp đi vẫn còn nhé. Số lượng khoảng hơn 30 bộ. Đấy, các bác và anh em nào quan tâm đến dòng mic Bayer vỉ tím Bayer 790A này, liên hệ trực tiếp cho em Hải khu vực miền Nam với số điện thoại hotline hiện tại em đang cầm là 0982 352 313.
và địa chỉ khu vực miền Nam của bên em tại 48B, cư xá Bảo Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh ạ. Ok, xin chào các bác ạ, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Ô. Xin chào và hẹn gặp lại.